Chào mọi người, hôm nay em giới thiệu mọi người dòng âm ly Lốc Man. Đây là Lốc Man LX38, giá là khoảng 40 triệu Việt Nam đồng. Con này nhìn rất mới, model là Lốc Man LX38. Đây là đèn neon PMA S103L. Đây là chiếc âm ly thì phải, âm ly đèn có giá 22 triệu Việt Nam đồng. Đây là Mazda. Mã là PM8006, giá 18 triệu, bảo hành 3 tháng, này sản xuất năm 2018. Đây là đôi đèn neon PMA 2004, giá là 12 triệu. Sản xuất 2002, trông rất mới. Nhiều bác hỏi em âm ly san xui. Đây là âm ly san xui AU Alpha 607XR, trị giá khoảng 7 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng, rất là mới. Đây là âm ly Sansui, mã là AU Alpha 607KX. Giá khoảng 6 triệu Việt Nam đồng. Rất là mới. Đây là Onkyo A9010, trị giá 4 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 2015. Đây là âm ly Victor AXV1N, giá khoảng 7 triệu Việt Nam đồng. Con này thì xước hơi nhiều. Đây là âm ly Denon PRA 2000, giá khoảng 9 triệu Việt Nam đồng. Đây là, này là gì ta? Này là dòng TX DAC, khoảng 15 triệu Việt Nam đồng. Cái này sản xuất năm 2015, bảo hành 3 tháng.
Đây cũng để tắc mã là PD501HR, giá khoảng 10 triệu Việt Nam đồng, sản xuất năm 2015. Cái này có điều khiển mới tinh. Mới tinh các bạn. Này là đọc đĩa. Này là đọc đĩa. Rất là đẹp, mới tinh. Đây. Đây là Maran. Mã là CACD SA 15S2. Cái này đọc định. Đây là chạy CD. Mới tinh. Khoảng 15 triệu. Thế này có một khác đèn nồn. Maran. Này đầu đọc CD. Ồ. Này khoảng gần sắp xỉ 4 triệu rồi nhỉ. Con kia con này gần 7 triệu. Này gì đấy? Mới chưa? Là gì ta? Này dòng Thomann, giá khoảng 3 triệu. Có mấy bác hỏi em là dòng Arcus này. Đây, hôm nay có con Arcus này. Arcus Pro 6. Giá khoảng 13 triệu cái đồng, bảo hành 3 tháng. Nó bọc trong giấy báo vẫn mới tinh. Đây là Lukman 9 triệu Việt Nam đồng. Đây, dòng Lukman. Lukman T550, giá khoảng 4 triệu Việt Nam đồng. Sản xuất năm 1973. Là rất mới các bạn. Đây là Sony, nó khoảng 1,2 triệu. Đây là Mitsubishi. Khoảng 600. Đây là đèn nôn. Xui. Nên dùng nghe đài. Chạy đĩa. Chạy đĩa. Chắc là chạy đĩa. Giá khoảng gần 1 triệu.